trong tính toán của AKD rồi. Vâng, rất chính xác. Chút nữa thôi thì đó là một tình huống vô cùng hài hước đến từ David Ancadi các bạn ạ. Có thể nhận thấy là một cú rút lại hơi bị vào không dứt tay. Đúng rồi, đó là một cú đánh không dứt tay của Ancadi. Và thật ra trong tình huống rồi, ngay trong khi Ancadi chuẩn bị ấy, sự cảm nhận tốt nhất về bàn mới của giải US Open. Có lẽ là Francisco Sanchez Ruiz ở trận đấu đầu tiên của anh cũng gặp may mắn một chút khi mà đối thủ chưa biết là cái bàn mới và cái sự cảm nhận nó sẽ như thế nào và sẽ thành ra những cái hình bi quái dị như thế nào đâu. Cầu thủ đẳng cấp rất cao khi phải thi đấu trên cái nền tảng bàn như vậy. Có lẽ sẽ lại đưa viên bi số 2 về băng ngắn phía xa thôi và cho viên bi cái về khu vực dưới này. Get the cue ball down the bottom. Maybe behind the eight ball. Vâng, như vậy là anh quyết định công luôn. Quả pha quá hay anh Cường ạ. Vâng vâng, pha cú đánh vừa rồi của Kenichi Ishigaki có thể nói là một cú highlight của trận đấu này. Một pha quyết định vừa công vừa gãi hàng luôn, và trong đó bao gồm toàn bộ những cái kỹ thuật tốt nhất. Vâng, và có thêm một chút may mắn nữa. Nhưng mà không thể nào mà có thể phủ nhận cái sự quyết liệt của Kenichi Ishigaki trong tình huống. Như vậy ở phần thưởng dành lại cho Ishigaki chính là tình huống bi rất đẹp còn lại để anh dọn dẹp một cách sạch sẽ thôi. Nhận định lại là Ishigaki có cơ sở để thực hiện cú đánh như vậy, bởi nếu như anh cân viên bi mục tiêu số 2 đấy không ăn thì có thể viên bi số 2 sẽ xả lên nằm ở khu vực gần viên bi số 6 ở thành băng phía bên kia, và viên bi cái thì cuộn về khu vực dưới này rồi vào cụm 39 thì vẫn có thể để lại một tình huống thủ bi dành cho David Ancadi gỡ khóa vừa rồi. Và chúng ta có thể thấy Kenichi Ishigaki đang sử dụng một cái cơ tát Kohara rất là đẹp thưa các bạn. Tát Kohara là một cơ, một thợ làm cơ. Rất êm. Và giờ ban đầu có thể đánh giá là xứng đáng dành cho Ishigaki. Thiếu là cái chuyện bình thường anh em ạ. Tay người chứ không phải là cái máy để con nào mà cũng có thể là chạy đạn ra chết đối thủ được, cho dù là trong đầu suy nghĩ rất tốt rồi. Và lại một nữa chúng ta thấy một Ishigaki rất bản lĩnh và lại là viên bi số 2 chính là viên xứng đáng như ván thi đấu trước đó hay không, chúng ta hãy cùng chờ xem. Và đây lại là một tình huống còn quan trọng hơn viên bi số 2, mà nếu như trượt thì coi như mọi thứ sẽ là vô nghĩa. Và đều là những tình huống có thể nói là then chốt và một sống một chết. Ishigaki đã thực hiện rất thành công. Cú phát lực ra rất mềm, không hề có dấu hiệu tâm lý nào cả. Trái ngược với một nhân vật rất nổi tiếng của Nhật là Nagoi, có một lối cánh nhanh, rất bốc lửa, thì cái phiên bản này Ishigaki nhận thấy có một sự điềm tĩnh hơn, chậm hơn. Vâng, và nó đã có cái viên bi số 8 bảo kê ở cửa lỗ rồi, nên tỷ lệ trượt là rất thấp. Và trong tình huống này thì bây giờ người giành lợi thế lại dành đến cho Ishigaki. Nhưng mà tuy nhiên hãy nhìn lại cái tình huống quay trận thực tế trong tình huống bi rồi không phải là Ishigaki gẩu ẩu đâu, theo tôi nghĩ là như vậy.
bởi viên bi cái nó đứng hơi cạnh một chút với viên bi mục tiêu số 8 mà khi mà có một... Vâng, chúng ta cùng chờ xem một cú đánh về lỗ góc của AKD. Không, anh cắm luôn. Chỗ này. Sẽ có bấm giờ với tất cả các giải đấu. Và đó, như những gì tôi đã dự đoán, nếu như không có viên bi số 9 đứng ở đấy thì mọi việc nó đã dễ dàng hơn rất nhiều. Rất khó. Một cú đánh mang tính sượt mỏng thôi và hoàn toàn có thể ăn được. Tôi nghĩ là cứ chém ăn thôi. Cái tình huống này chúng ta cùng chờ xem. Như vậy là một tình huống cân rồi và bi số 6 không còn thấy dấu hiệu ở trên bàn nữa các bạn ạ. Lại một lần nữa ở những tình huống mấu chốt cuối cùng, Uchiragaki thể hiện một tình hình của Samurai. Đó là hết mình chơi luôn. Vâng, một pha công bi phải nói là vâng, như vậy chúng ta có thể thấy là những cái tình huống ván đánh cờ thì Uchigaki đang giành lợi thế so với cả David Akedi. Anh đã thắng liên tiếp 3 ván và đó đều là những cái ván đấu mà những cơ thủ phải thi triển những cái nét chiến thuật rất riêng của mình. Tình huống đó thì Uchigaki buộc phải cân mạnh như vậy các bạn nhé. Vì lý do không phải chỉ rất thận trọng trong tình huống này. Con này về cú nhảy có điểm rơi rất chính xác. Và đúng mặt con hai thì có thể thành công được. Rồi, sỡ hộp các bạn ơi, rất đầy. Vâng, cú nhảy bi tuyệt vời của Kenichi, tuy nhiên anh sẽ phải tiếp tục thể hiện. Số 2 này có thể, con số 3 này có thể có một tình huống highlight không? Nếu như anh thực hiện thành công hai cú nhảy bi liên tục. Rồi, và thậm chí là còn có một sự va chạm rất là đáng yêu với viên bi mục tiêu số 4 để đẩy nó ra khu vực lỗ góc phía xa. Các bạn có thể nhìn lại cái khoảnh khắc diệu kỳ vừa rồi mà Uchigaki đã dành đến cho tất cả chúng ta về khu vực gần băng ngắn phía gần màn hình thôi. Nó xả lên góc độ nào thì sẽ đánh bi số 7 vào lỗ đó. Đủ góc thì đánh lỗ giữa, không thì đánh lỗ tít. Và như vậy sẽ là đánh lỗ giữa. Dày một chút. Rồi một chúng ta cùng chờ xem anh sẽ. Vâng, anh đánh rất dứt khoát và đi hai băng, đúng rồi, thưa các bạn. Nếu tình huống vừa rồi mà anh muốn giữ bằng một băng thì rất có thể là bi 8 sẽ bị lôi dày và đứng ở mom lỗ. Như vậy là khoảng cách đã là hai ván. Cái xuống đi thẳng về phía băng dài bên trái để đánh tiếp theo, đánh bi 4 hai băng ra bi 5, tuy nhiên là anh bây giờ đánh thẳng quá phải dùng lết rồi đó, và để một bi 5 rất là xa. Hoặc nếu như có va chạm thì vẫn có thể nhìn thấy bi số 6 và đánh vào lỗ giữa phía bên trái được. Và một cú đánh không hề chạm một chút nào với viên bi số 9 mà nó thể hiện. Chúng ta có thể nhìn thấy những cái cú đánh này rất nhiều đến từ những cơ thủ như dạng kiểu Shane Van Boning nhá. Những cái tình huống trô cự ly tầm xa. Chính xác, cú đánh bi số 5 vừa rồi không đơn giản. Tuy nhiên là AKD đã xử lý thành công. Và như anh Cương Trần có nói thì chiến thắng thì có lẽ sẽ là một cái tình huống bản lề khi mà để cho đánh thức. Và đều là những hình bi rất thuận lợi dành cho David Kadi. Nếu như bên một cú một băng ra đánh bi số 5 lỗ giữa thôi. Vâng, có lẽ là Kenichi Uchigaki. Để nhận định về những cái tình huống tiếp theo của trận thi đấu này thì tôi cho rằng thì bây giờ David Kadi đã thực sự nhận thấy sự nguy hiểm đến từ tay cờ người Nhật Uchigaki rồi. Dễ dàng như trở bàn tay thôi.
And let's remember, Kenichi had that shot on the seven ball, which looked like he was going to get to five first. Vâng, tỷ số được nâng lên 5-4 cho David Arcaro và cái áp lực của trận đấu này đang là rất lớn và anh đang bị ảnh hưởng rất nhiều từ những cái pha xử lý không tốt. Gãi vào một số điểm yếu bộc lộ rõ rệt ra để anh có thể nắm lấy và tạo ra cái chiến thuật riêng dành cho mình. Và chúng ta hãy xem là cái cách đó của David Gade có thành công hay không để có thể Uchigaki đang gây một số bất ngờ trong những ván đấu đầu tiên. Vâng, xin cập nhật tới các bạn mới tham gia luồng livestream của chúng tôi là Việt Nam thì hiện tại không có cầu thủ nào ở vòng 1 được xếp lên bàn TV nhé. Trong ngày hôm nay thì cũng như là chúng ta thì sẽ được lên bàn TV tại vì đối thủ sẽ là Denis Grabe đối với anh Thành Kiên và Robby Capito đối với Tuấn Con. Dương Quốc Hoàng thì 21 giờ ngày mai, 21 giờ ngày 26 tháng 9 sẽ ra quân. Và lúc 22 giờ 30 ngày 26 tháng 9 thì sẽ là trận đấu của Phạm Phương Nam và Đỗ Thế Kiên các bạn nhé. Như vậy tỷ số được nâng lên là 6-4 rồi. Đấu thôi. Rồi, rất tự tin. Đánh đầu cái chút. Không những nét đâu mà là cái phần đầu gậy của Uchigaki giờ rất hay anh em nhé. This is a big mistake. Does he sneak past the nine ball? Đi đây. Số 8 có đường riêng à? Là cái chuyện chỉ có trong phim thôi các bạn ạ. Kiểu gì cũng phải có một cái lần nào đó ra đường riêng cả. Vâng, chúng ta có thể thấy một pha thở phào của Kenichi và anh đánh cú 8 vừa rồi cũng khá là rung rinh các bạn ạ. Vâng, và sau những tình huống như vậy chúng ta có thể thấy cái sự già dơ của David Gary thể hiện trong rất nhiều những ván thi đấu vừa qua. Nhiều lựa chọn cho Kenichi, đặc biệt là tình huống vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là Kenichi chỉ có một má bên phải bi số 1 để nhìn. Rất hợp lý tình huống này các bạn nhé, để có thể thực hiện cú đánh thoát tay hơn so với việc đánh bi số 7 và cái lỗ đối diện đó, đẩy hai băng ra sẽ là một phương án hợp lý hơn. Nên là anh không hề muốn có một ly sai sót nào. Đó chính là lý do mà anh có thể đánh chậm rãi hơn so với đầu trận rất nhiều. Vâng, và cái lý do đấy hoàn toàn có thể. Đi như thế này đó. Lần này mà cú ra ngọn rất thoát tay. Rồi, vị trí đẹp nhất rồi. Để cho rút ngắn điểm số xuống còn 6-7 thì nó sẽ khác nhiều so với tỷ số là 7-5. Có lẽ là Angeli đã hiểu được cái điều này khi anh đã muốn công với số 1. Khi mà David Arcaro đang có lợi thế 2 ván và muốn cắt tiết trận đấu thì anh đã quyết định công trong một tình huống rất là khó. Không phải là phương án tốt, nếu mà tỉnh táo thì anh có thể chạy đạn được và bi cái có thể giấu ở sau bi số 5 thì mới là phương án rất chính xác, sáng suốt. Mà càng về những cái giai đoạn nửa sau của trận đấu thì như tôi đã phát hiện ra từ đầu thì Uchigaki đã bộc lộ một số yếu điểm và nó thể hiện tương đối rõ trong một tình huống điều bi. Có thể thấy bên bi số 3 vào
rơi vào lỗ như một tiếng vỡ lỗ luôn. Đó là cái phong cách của Sen. Vâng, đúng là như thế anh Quang. Thật ra thì các cầu thủ Mỹ, kỹ năng A băng của họ thì luôn là rất là đồng đều. Đó chính là lý do mà các cầu thủ Mỹ, đặc biệt là Shane Van Boning hay Skyler Wood rất là khó trượt thường. Và hơi chạm một tí là vứt đi đấy các bạn ạ. Đấy mà. Thưa các bạn, hiện nay là cơ thủ Thiện Lương, Công Thành cũng như là Hoàng Phong của chúng ta đều không thi đấu trên bàn TV. Cho nên là chúng tôi sẽ không rút ngắn tỷ số xuống 6-8 và tiếp tục chiến đấu trong trận đấu này. Đấu hưu rồi thì cái tay của Uchikagi đã cảm giác có độ giật hơn rất nhiều sau thời điểm đầu tiên, nhưng mà tuy nhiên là vẫn giữ hộp. Thể hiện được vào những thời khắc quan trọng nhất hay không. Cái số là 6-8 nếu như là cái viễn cảnh đẹp nhất trong ván đấu này. Trước đó thì má bên kia số 8 nó bị hơi nặng các bạn nhé. Hơi nặng dẫn đến cái việc đè ra nó không được đủ lực. Rồi, thành công, tỷ số được rút ngắn xuống còn 6-8. Vâng, đúng rồi, tình huống bi này thì nó không đơn giản. Tuy nhiên là đối với cơ thủ như Akadi thì chúng tôi nghĩ rằng anh cũng sẽ dọn. Đây rồi, cái tình huống mà tôi cần xem nhất chính là cái tình huống bây giờ. Cho Kenichi Uchigaki. Ngay từ đầu thì chúng ta cũng đã linh cảm tới một cái trận đấu không hề dễ dàng dành cho David Ngade. Nhưng mà không ngờ là nó có thể dẫn đến tận cái ván đấu thứ 15 rồi. Những tình huống liên tục là đáp trả lẫn nhau. Tước sẽ là chuyên về ca buổi đêm cho tới sáng nhé. Chúng ta sẽ còn đồng hành với nhau tiếp tục cho đến 5 giờ sáng ngày mai cơ. Và tỷ số sẽ là 7-8 cho Kenichi Uchigaki. Vâng, rất căng thẳng các bạn ạ. 15 racks in. Chấp nhận đánh kéo lại một tí để đánh bi số 3 về lỗ góc phía xa thôi. À, như vậy là đánh lỗ giữa, điều lỗ giữa. Giờ hơi ngay đấy. Đúng rồi, nếu mà AKD mà để Kenichi cân bằng tỷ số 8 đều thì thật sự là AKD xứng đáng thua trận đấu này. Ra gần như thẳng bi số 6. Rồi, rất chính xác, một tình huống phải lấy má phía bên tay trái bi số 5 để đánh bi số cái vào gần băng càng tốt. Đỡ xảy ra sai sót với viên bi mục tiêu số 6, và cái viên bi số 6 này chúng ta thấy rất nhiều các cầu thủ dính vào phía băng bên tay phải. Và có lẽ cái việc đấy cũng sẽ không xảy ra đâu ở những cái tình huống như thế này. Sẽ phải hở băng ra một chút. Vâng. Hơi vách một tí. Giá như nó vào trong một tí nữa thì tốt hơn. Một xíu thôi. Nhưng mà có lẽ là con bi này sẽ vẫn được thật đẹp nhất không? Vâng, như anh đã có thông báo thì sẽ ngắt luồng line này và sẽ bật lại một luồng line mới. Thì anh em hãy cùng đợi một chút và vào cái luồng line tiếp theo mà chúng tôi có để trên cái YouTube của các thể thao nhé. And what a battle they had. It took 16 racks and almost 3 hours. But David Alcady, the 44